với con trẻ và cả người lớn đầu tiên vào việc học làm người, người tự tin. Trước khi mong muốn và thân giác họ trở thành những người có quyền hành, giỏi giang, quán siêu phẩm. Hôm nay 20 tháng 4 âm lịch, ngày giỗ đầu của mặt đồng nghiệp của chúng tôi. Cũng không hiểu sao đồng nghiệp của chúng tôi qua đời trong những năm qua phần đông đều do một căn bệnh hiểm nghèo, bệnh ung thư. Nhà công tư Nguyễn Quý Ý, Nguyễn Quang Trường, nhà biên kịch Quang Minh, đạo diễn Tô Cương, nhà quay phim Phan Trọng Quỳ, đạo diễn Trần Thịnh, đạo diễn Xuân Thành và bây giờ là đồng Xuân Thuyết Nguyễn. Chính. Rồi đó, xin chào bà con cô bác xa gần. Thì bữa nay thợ xuân cũng làm việc trên thợ xuân ở nhà nha bà con. Rồi bây giờ thợ xuân cũng luôn bị nãy giờ nằm mất cái nghỉ cũng đoán các bác cũng có bạn bây giờ mới điện cho người khác đoán các bác đấy đã điện cho để hội điện cho nó đẹp hơn chứ nó em ơi giao bạn lại ăn các bác đây điện rồi mới điện đây đã đi lên nha anh vô con chơi con kia rồi. Vừa không có cắt máy nè. Alo. 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 Alo.
này cảm thấy như thế nào?